Hello xin chào tất cả mọi người, mình là Hùng TV đây. Chào mừng anh em quay trở lại với mình. Và hôm nay tiếp tục đến một con game bài K-Win. Đấy, con game bài đổi thưởng, nộp thưởng quá là uy tín luôn anh em. Link tải game mình để dưới phần mô tả nhanh nhé. Đấy, hôm nay vốn 20k anh em ạ. Hôm nay chỉ được vốn 20k thôi. 20k thì anh em biết vào chơi con game nào không? Đấy, anh em nếu anh em theo dõi mình ở bên con game A-Win với lại K-Win thì anh em biết rồi. Ở bên này 20k anh em chỉ có vào được một trò duy nhất. À không phải, anh em vào được tất cả các trò chơi nhá. Nhưng mà để hợp với nó ấy, hợp với số vốn 20k ấy, thì chỉ có con lật bài thôi anh em ạ. Đấy, mình khuyên thật anh em đấy, chỉ có chơi con lật bài này vốn 20k, anh em chỉ chơi con này thôi. Đừng chơi những con khác anh em ạ, chứ con này dễ ăn lắm. Những con khác anh em tỷ lệ thắng của anh em 50-50, nhưng con này tỷ lệ thắng của anh em là 75% nhá anh em. Mình tính kỹ rồi anh em ạ, tính cả rồi đấy. Đấy, thì lại thắng con này thì cực kỳ cao luôn. Đấy, anh em vào chơi những trò khác như sóc đĩa, rồng hổ hay là gì đấy, đỏ đen, thì anh em tỷ lệ thắng anh em 50-50. Còn vào con này thì 75 anh em ơi. Đây, 53k này. Đấy, nhận nha anh em. Như thế này thì quá ngon rồi. Đấy, 20k lên 53k. Anh em thấy không? Chỉ có con này thôi anh em ơi. 9 này. 9 thì mình sẽ chọn dưới nhá. Hy vọng trúng quả này. Ôi mẹ, thôi toang rồi. Nói phét quá toang rồi anh em ạ. 9 ra 9 thì rồi, chịu ôi. 9 ra 9 ai mà đỡ được anh em. Trên này. À này, ừ thế này, dưới này. 3 này, ngon anh em, như thế này dễ chơi nhưng mà được ít tiền hơn anh. Ấy, 3 con át luôn anh em. Thế thì không có át nữa đâu anh em ạ. Tự tin mà chơi đi, dưới này. Đấy, hết át rồi đấy anh em. Còn mỗi một con át nữa thôi. Ôi, át 9 vãi nổi. Ok anh em ơi, 47k này. 7 này. Ôi thôi khó rồi, quả 7 này khó rồi anh em ơi. Chọn trên ván nhá. Ôi, ngon, may quá anh em, số mình vẫn đỏ ấy. Đấy, chơi cái này khó nhất là nó ra 7, nó ra 8 thôi anh em. Đấy, vừa vào phát nó ra 7 thì anh em cực kỳ khó chơi luôn. 62k anh em ăn rồi, anh em thoát ra anh em vào lại nhá. Anh em đừng chơi một lúc lâu nhá anh em. Đấy, chơi một lúc lâu khó ăn lắm, anh em phải chơi thoát ra vào lại cơ. Át này, dưới này, 4 này. Ngon, trên này. 5 này, ngon. Đấy. Làm phát nữa không anh em, trên này 8 này, ngon. Ok anh em ơi, húp to anh em ạ. Đấy, cứ anh em ăn được anh em thoát ra cho mình. Đấy, như thế này thì dễ ăn hơn anh em mà chơi liên tục ấy. Đấy, mình khuyên thật anh em như thế. Đấy, làm phát 100k luôn cho nó máu anh em. Hên xui. Đấy, chơi đánh nhanh thắng nhanh anh em. 9 này. Đấy, 112k. 112k chắc phải nhận dưới này. Ok anh em ơi. Ngọt rồi, ngọt nát rồi. Ngọt nước ấy chứ. Đấy. 206k anh em ạ. Ué, phê vái nồi à. Vốn 20k lên hơn 200k. Cực kỳ nhanh luôn, trong vòng tầm 3 phút thôi anh em ạ. Đấy, anh em cứ vào đây vốn 20k nhá. Đây là vốn 20k nhá, trò này chỉ dành cho vốn 20k thôi. Nhưng mà anh em vốn to hơn thì anh em có thể chơi những trò khác được. Nhưng mà vốn 20k, 30k thì mình khuyên thật anh em chỉ nên vào chơi con lật bài này thôi. Đấy, dễ ăn hơn những con khác anh em ạ. Không phải 363k này. Đấy, anh em bây giờ anh em có thể chơi sang trò khác được thì anh em có vốn rồi, tự tin rồi anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ anh em với số vốn 363k này thì mình sẽ chỉ anh em vào chơi trò siêu xe. Mỗi trò kiếm chắc một xíu thôi anh em. Đấy, siêu xe bây giờ mình mới tải luôn anh em. Anh em vào chơi trò siêu xe thì với cách chơi của mình thì anh em cũng biết rồi, mình chỉ chơi 3 cái dưới thôi. Bỏ đi cửa vừa nãy ra, nhưng mà vừa vào không có cầu cho nên mình chơi mỗi cửa trên. Ê, đây là kiểu đánh lừa địch cho anh em ạ. Mình chơi 4 cửa trên, mỗi con 50k mình làm mồi trà cho nó nhé anh em. Giống kiểu thả con tép bắt con tôm ấy, để cho nó nghĩ mình là mình đang vào theo siêu xe, để nó ra không ra siêu xe anh em. Ê, một pha đánh lừa đến từ Hùng TV anh em ơi. Giống kiểu nhìn con tôm nhỏ mà gắp con tôm to ấy anh em, thả con tép bắt con tôm ấy. Đấy, bây giờ nó ra con đấy rồi anh em, bỏ ra con đấy nhá. Bỏ. Anh đánh ba cái dưới cho mình, bỏ ra cái cửa vừa nãy ra đi. Đây, anh em thấy không? Vừa nãy ra cái cửa này thì anh em bỏ đi. Anh em chơi ba cái cửa còn lại cho mình. Có bao nhiêu anh em tất tay đi. Vài ba ván thì không thua được đâu anh em ạ. Anh em cứ tin mình đi. Đây, mình tất tay phát. Xem nào. May quá anh em ơi, suýt ra siêu xe thật anh em ạ. Đau tim vãi. 549k rồi. Đấy, anh em làm tiếp ván nữa cho mình nhá. Làm tiếp ván nữa này. Anh em nên nhớ vừa vào anh em đánh cho mình mỗi con siêu xe 1k thôi cũng được. Đánh lừa địch cho anh em. Thực ra anh em chỉ chơi 3 cửa dưới thôi. Đấy. Ôi mẹ. Mình cân tiền không đủ anh em ơi. Mình cân tiền sai số rồi, đừng ra con đấy nhá. 130k. Ôi thôi toang anh em ơi. Nó ra thật đúng cái cửa 130k, cửa ít tiền nhất rồi anh em ơi.
Ôi thôi, ngu rồi. Chơi ngu rồi anh em ạ. Vẫn có lãi nhưng mà lãi ít anh em ạ. Nếu mà mình cân đúng tiền ấy thì tỷ lệ ăn quả đấy thì nó sẽ được nhiều hơn cực kỳ nhiều đấy. Phải mất 200k quả đấy đấy anh em ạ. Không đùa được đâu, anh em phải cân đúng tiền nhá. Cân đều tiền ba cái cửa này này. Em một pha chủ quan đến từ Hùng TV anh em ạ. Link tải con game Kwin mình để dưới phần mô tả nhá anh em. Ôi may quá. Quá hay giống quả đầu tiên luôn anh em. Tưởng cứ tưởng nó ra siêu xe. May quá, vẫn ăn anh em ạ, vẫn ăn. Đấy, hơi liều anh em ạ. 1.049k. Ok anh em, có vốn rồi nhá anh em. Đấy mỗi game mình bú lía một chút xíu thôi. Bây giờ ra chơi con gì anh em nhỉ? Bây giờ mình nên chơi con gì đây anh em ạ? Mình chơi con gì đây? Vốn 1 triệu bây giờ dễ chơi anh em. Dòng hổ hay là xích bo hay là baccarat? Tiến lên miền Nam anh em. Hay là săn hú bầu cua. Đấy, đầu tiên vốn 20k thì anh em nhớ vào lật bài, xong anh em kiếm một ít vốn, xong rồi anh em vào siêu xe. Ôi, vào quay thú anh em nhé. Vốn 1 triệu này mà quay thú thì bao phê anh em ạ. Đấy, mình hay quay thú vốn 50k mình cũng quay được anh em. Bây giờ vốn 1 triệu thì kiểu gì chả ăn. Đấy, vừa vào con Kwin này vừa vào nó mất hết cầu nhá anh em. Nó không cho anh em xem cầu đâu. Cho nên anh em muốn đánh thì anh em cứ đợi đợi từ từ xíu anh em ạ. Đấy, giống như kiểu ấy, bây giờ mình chơi 5k con cá mập cho nó quay anh em ạ. Vừa vào anh em không có cầu, anh em đánh giống như kiểu anh em đánh mù thôi, đánh bừa thôi anh em ạ. Cho nên anh em cứ đợi xíu xem nó ra con gì. Nó ra con khỉ này, khỉ 2 anh em ơi. Nó ra con khỉ 2. Và bây giờ lúc là lúc anh em chơi. Đầu tiên anh em chơi bé bé xíu thôi. Đấy, vẫn chưa có nhiều cầu cho nên chỉ mới mình biết mỗi con khỉ 2 này thôi nên anh em đánh từ từ nhé. Khỉ 2. Thôi anh em ạ, cứ tiếp tục con cá mập cho nó đợi, đợi cho nó ra thêm con nữa anh em. Ra mỗi con khỉ khó chơi quá. Từ từ xem nó ưu tiên con X8 hay là X6 rồi đó anh em. Ôi, nó, con bồ câu 1 này anh em ơi. Được, cái này anh em chơi X8 được nhá. Anh em chơi 4 con trên cho mình. Đấy, nó ra con bồ câu 1 này thì anh em chơi 4 con trên cho mình nhá. Đấy, anh em chơi tất tay cho mình phát này này. Phát này mình cực kỳ tự tin luôn anh em. 96.69% luôn anh em. Anh em chơi 4 cửa trên với lại 2 con X6 thì anh em thêm một ít tiền nhá. Nhiều hơn 2 con X8 một chút xíu thôi. Đây, mình chơi như thế này. 2 con X6 thì 300k và 2 con X8 thì 200k. Nhưng mà anh em nên nhớ nhá, con bồ câu 1 này thì anh em đánh 4 con trên cho mình. Auto 4 con trên ăn nhá. Đây, nó ra con thỏ luôn. Anh em thấy không? Hợp lý không? Đấy là kinh nghiệm đấy anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Quá là ngon luôn. 1 triệu 7 luôn đấy. Ôi. Thiếu, mình sẽ chơi lên 2 triệu nhá. 20k lên 2 triệu cho nó phê nhá. Đấy, bây giờ còn thiếu tầm 200-300k nữa anh em ạ. Bây giờ mình sẽ chơi con thú 700 với là con én nhá. Nó ra con thỏ thì mình sẽ chơi con thú 700 với là con én 200k. Nếu mà ra bên thú ấy thì mình sẽ được lãi là 500k. Còn nếu ra con én thì mình lãi to anh em. Thôi chỉ lãi được 500k thôi anh em ạ. Đấy, anh em đánh thỏ. Con thỏ thì nó hay ra bên thú. Còn nếu không ra bên thú thì nó sẽ nhảy về én anh em. Đấy là kinh nghiệm chơi của mình. Ok, lỡ tay 2.2 triệu nhá anh em. Thừa mất 200k. Đấy, anh em thấy không? Cái video của mình là 20k lên 2.2 triệu. Anh em thấy rồi. Anh em xem anh em rút ra kinh nghiệm của mình nhá. Anh em rút ra được cách chơi của anh em. Chơi sao cho nó phù hợp hợp lý anh em. Anh em thấy video hay cho mình một like, một đăng ký kênh, nhấn chuông vào nhá. Mình là Hùng TV và link tải game mình để dưới phần mô tả anh em. Với cả link Tele của mình phía bên dưới nữa. Anh em có thắc mắc gì thì anh em có thể nhắn tin qua Tele cho mình. Mình sẽ giải đáp cho anh em. Ok, bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.